Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón củ tỏi với họa tiết vành bèo cho bé gái xinh xắn như thế này Thì đối với mẫu này, ngoài họa tiết vành bèo các bạn có thể tạo ra những cái họa tiết vành cong cho bé trai cũng được Mình có thể phối màu tùy thích và cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len miêu cotton 125g kèm với kim 3,5mm. Ngoài ra còn có thêm những phụ kiện trang trí tùy thích ha. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo lên qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn liên tiếp ha. Mũi kép đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Mũi kép đơn thứ năm mũi kép đơn thứ sáu mũi kép đơn thứ bảy mũi kép đơn thứ tám mũi kép đơn thứ chín mũi kép đơn thứ mười kép đơn thứ mười một và mũi kép đơn thứ mười hai sau khi đã có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi thì mình di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên ha giống thẳng lên thì đây sẽ là chân móc của nó nè móc vào đây cho mình một mũi dời và nhớ là khi kết thúc hàng thì nhớ kéo dài cái sợi len ra để mũi dời của mình nhỏ lại ha sau đó móc lên một mũi móc xích nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè thì mình sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên vòng đầu tiên của mình có 12 mũi kép đơn sẽ tạo ra 12 chân móc cho vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn ha và các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu tiên. Móc vào đó một mũi móc đơn trước. Đây, móc vào đây một mũi móc đơn trước ha. Tiếp tục ở cái chân móc thứ hai. Chân móc thứ hai thì thay vì móc vào chân móc, các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình đưa kim vào chính giữa của mũi kép đơn thứ nhất và thứ hai. Đây, đâm kim từ trên xuống dưới vào giữa hai cái thân chân móc này ha. Sau đó mình đưa kim ngược lên về kẻ dính giữa của mũi thứ hai và mũi thứ ba tức là mình sẽ đẩy cái thân của mũi kép đơn thứ hai này lên trên kim nè sau đó móc cho mình vào đây một mũi móc đơn và lưu ý mũi móc đơn các bạn nhớ kéo dài cái mũi móc lên ha kéo dài lên một tí để khi mà mình hoàn tất nó không có bị cong nè ta sẽ có được một cái mũi ngoặt như thế này tiếp tục sẽ làm một mũi móc đơn vào cái chân móc của mũi kế bên xen kẽ sẽ làm một mũi ngoặt Mũi ngoặt thì các bạn sẽ làm tương tự như cái mũi mình vừa ngoặt ha Không móc vào chân móc mà đẩy cái thân chân móc của cái mũi đó lên trên kim nè Đâm kim xuống dưới Đưa cái thân chân móc đó lên trên kim Móc vào mũi móc đơn và nhớ kéo dài cái sợi len lên một tí ha Ta sẽ có được mũi thứ tư Các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình cho đến cuối vòng ha Cứ một mũi thì mình sẽ móc vào chân móc Còn một mũi thì mình sẽ đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim Móc vào mũi móc đơn và nhớ kéo dài cái đường móc lên đây ta được một mũi ngoặt thứ ba ha tiếp tục sẽ làm mũi móc đơn vào chân móc sau đó là một mũi ngoặt vào cái thân chân móc kiểu dài sợi len lên nè tiếp tục hoa làm lần thứ năm nè móc đơn vào chân móc và móc đơn vào cái thân chân móc và lần thứ sáu nè ở hai chân cuối cùng ha mũi ngoặt cuối cùng sẽ nằm ở thân của mũi kép đơn cuối cùng Sau khi đã hoàn tất cho mình được vòng móc thứ hai, ta sẽ tạo ra những cái đường gân như thế này. Kết thúc vòng này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Mỗi lần kết thúc vòng thì nhớ kéo cho cái mũi dời nhỏ lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến hàng móc thứ ba, thì hàng móc thứ ba các bạn cũng xen kẽ cho mình một mũi vào chân móc và một mũi móc mũi ngoặt ha thì mũi đầu tiên móc cho mình vào luôn chân móc một mũi móc đơn trước sau đó mũi thứ hai mình sẽ móc mũi ngoặt ha và ở đây mình có hai cách để móc mũi ngoặt nè để ý cho mình đây là cái phần thân nón mà mình hoàn tất ở cái đường gân ha cách thứ nhất là mình sẽ tạo ra những cái đường chéo ở trên đường gân nè có những cái đường chéo cách nhau khoảng tầm 1 mm và cách thứ hai là ở cái phần gân của mình nó sẽ có hai đường chéo song song với nhau cách thứ nhất ta đâm kim vào cái chân của cái mũi ngoặt kế bên thì ở phía sau nó sẽ có một cái đường nằm ngang nè đây chính là cái đường móc nằm bên dưới của cái mũi ngoặt ở hàng bên trên của hàng này đây mũi ngoặt của mình ha thì cái mũi đó là cái đường này nè của cái hàng ở bên trên của mình nha đâm kim vào chân móc đó và cái đường nằm ngang đó sau đó các bạn sẽ đưa kim xéo lên phía trên vào cái chân móc của mũi móc đơn sát bên cái mũi ngoặt này móc vào đây một mũi móc đơn và nhớ kéo dài ha ta sẽ áp dụng cách móc đó vào cái mũi mà mình đang móc nè đâm kim vào chân móc đó và cái đường nằm bên dưới của mũi phía dưới ha sau đó đâm kim lên phía trên chân của mũi móc đơn sát bên móc vào đây một mũi móc đơn và nhớ kéo dài mũi móc nha được một mũi ngoặt rồi thì chân kế tiếp sẽ móc vào luôn chân móc nè một mũi vào chân móc và một mũi vào cái thân của cái mũi đó ha và nhớ khi đâm kim đâm kim vào chân móc của mũi ngoặt đó và đường nằm bên dưới của mũi ở bên trên nó ha sau đó lưa kim lên phía trên mũi móc đơn kế bên móc một mũi ngoặt nhớ kéo dài cái mũi móc lên ha các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình cho đến cuối mình sẽ giúp cho những đường gân của mình nó dài ra hơn nè cứ một mũi thì mình sẽ móc vào chân móc còn một mũi thì mình sẽ tạo mũi ngoặt ha Mũi ngoặt nè đâm kim vào chân móc đó và cái đường nằm bên dưới của cái chân móc ở bên trên Đâm kim ngược lên trên chân mũi đơn kế bên Móc một mũi móc đơn nhớ kéo dài Sau đó làm tương tự cho đến hết Ở cái mũi ngoặt cuối cùng á thì mình sẽ đâm kim vào chân của mũi ngoặt sát bên Và cái đường nằm bên dưới của mũi bên trên nè Sau đó mình sẽ đâm kim ngược lên vào cái thân chân móc cũng được Hoặc là mình cũng có thể đâm kim vào chính giữa của mũi dời ha móc vào mũi móc đơn kéo dài sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ guốc lại ha sau đó móc lên một mũi móc xích thì ta hoàn tất được hàng thứ ba hàng thứ ba mình làm tương tự như hàng thứ hai rồi ha thì tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như hàng thứ ba nữa cách thứ hai để tạo mũi mặt nè thì mình sẽ đưa kim luồn xuống phía dưới của hai cái đường gân ở cái mũi phía dưới nè thì khi luồn kim xuống phía dưới như thế này ta đâm kim xuống thì nó sẽ là cái chân móc của cái mũi móc ở hàng bên trên nữa nè. Đây là nguyên cái chân móc luôn ha, chứ không phải là cái đường nằm bên dưới nữa. Sau đó mình đưa kim ngược lên trên vào chân của mũi móc đơn. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn, nhớ kéo dài ra ha. Cách này thì nó sẽ dễ đâm kim hơn nhưng mà khi mà mình tạo cái đường gân nó sẽ không có lồi nhiều so với lại cái cách đầu tiên ha. Cách đầu tiên thì nó lồi nhiều nhưng mà nó hơi khó mất một tí. Sau khi hoàn tất được hàng thứ tư tương tự như hàng thứ ba rồi thì kết thúc cái vòng thứ tư cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là 4 vòng móc có số mũi móc bằng nhau nè. Thì tiếp tục vòng móc kế tiếp mình sẽ tăng mũi cho cái phần này nó có cái độ rộng ra một tí ha. Thì chân đầu tiên là cái chân nằm chính giữa của hai đường gân móc vào hai mũi móc đơn. Được hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, chân kế tiếp là chân của cái mũi ngoặt tạo đường gân nè. Thì các bạn sẽ tạo cho mình một mũi ngoặt tương tự như các cái hàng bên trên ha. Đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới hoặc là nguyên cái chân móc của cái mũi ngoặt ở bên dưới luôn ha. Sau đó đâm chéo lên cái chân của mũi móc đơn kế bên. Móc vào mũi móc đơn kéo dài như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau đó là một mũi ngoặt các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha chân móc thì mình sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc sau đó mình sẽ tạo một bước mũi ngoặt vào cái thân của mũi ngoặt kế bên các bạn cũng có thể đâm kim tùy thích ha đâm kim nè vào đường nằm bên dưới và đâm ngược lên chân của mũi móc đơn móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng tiếp tục kết thúc vòng. Guốc lại nè. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là ở vòng móc thứ năm của mình sẽ tăng tịnh tiến được 6 mũi. Tức là cái điểm tăng của mình nó sẽ nằm ở chính giữa của mỗi đường gân ha. Ta có 6 điểm có 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Điểm thứ năm nè, và điểm thứ sáu tăng được 6 mũi ha. Thì hoàn tất được vòng móc thứ năm tăng mũi rồi. Và móc thứ sáu, thứ bảy và thứ tám mình không tăng mũi, tức là sẽ có một hàng tăng mũi, ba hàng đều, một hàng tăng mũi và ba hàng đều xen kẽ lẫn nhau. thì hàng không tăng mũi mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn và không có cái chân nào móc hai mũi móc đơn cùng chân nhé. khi có được hai mũi mỗi chân rồi mũi kế tiếp mình sẽ tạo cái đường gân nè. đâm chéo lên hả? ta sẽ có được cụm móc như thế này móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó móc thêm cho mình hai hàng móc tương tự như vậy nữa ha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ làm một mũi ngoặt Sau khi thêm cho mình được 3 hàng móc, mình sẽ có 4 hàng móc có số mũi móc bằng nhau nè. Một hàng mà mình tăng và ba hàng mình móc đều rồi nè. Các bạn sẽ để ý cho mình ha. Từ cái vòng đầu tiên cho đến cái hàng móc thứ tư, tổng số mũi móc nó sẽ bằng nhau. Hàng móc thứ năm mình tăng mũi, sau đó ba hàng tiếp theo không tăng mũi, móc bằng với số mũi móc của hàng thứ năm. Thì kế tiếp nữa mình sẽ tiến hành tăng mũi ha. Nó sẽ xen kẽ là một hàng tăng và ba hàng không tăng xen kẽ với nhau. Thì hàng kế tiếp để tăng mũi nè, các bạn sẽ móc cho mình như sau ha chân đầu tiên mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân móc được hai mũi móc đơn cùng chân móc rồi chân kế bên móc một mũi móc đơn thì mình sẽ có được 3 mũi móc đơn đây ba mũi móc đơn tăng được một mũi so với hàng bên trên ha thì kế tiếp sẽ là một mũi ngoặt vào cái thân của mũi ngoặt kế bên mũi ngoặt bên trên các bạn móc như thế nào thì bây giờ mình sẽ móc tương tự như vậy ha luồn xuống phía dưới là đâm kim luôn vào cái chân móc của mũi ngoặt ở hàng bên dưới nữa đâm ngược lên trên chân mũi đơn móc vào cho mình một mũi móc đơn kéo dài ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha chân mũi móc đơn đầu tiên móc hai mũi móc đơn cùng chân móc đây là điểm tăng mũi nè còn các chân còn lại thì móc đều ha Khi hoàn tất được đến cuối vòng thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Quốc lại ha. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta được một hàng tăng rồi thì ba hàng kế tiếp mình sẽ móc đều và không phải tăng mũi nữa. Tức là nó sẽ tương tự xen kẽ giống như các hàng bên trên ha. Một hàng tăng và ba hàng không tăng. Thì các bạn sẽ móc thêm cho mình ba hàng đều và không tăng mũi. Sau khi hoàn tất được ba hàng đều không tăng mũi rồi thì lúc này cái phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ rộng ra rồi nè. Đây, và nó đã sâu như thế này rồi ha. Đối với những bạn nào mà muốn tăng mũi thì cứ tiếp tục tăng tương tự cho mình nè. Và để cho cái đường gân của mình nó được thẳng xuống dưới, nó không có bị xéo qua một bên ha. Thì để tăng mũi cho hàng kế tiếp các bạn sẽ làm cho mình như sau ha. Thay vì các hàng tăng bên trên mình tăng ở chân móc đầu tiên, thì cái hàng kế tiếp xen kẽ các bạn sẽ tăng cho mình ở mũi cuối cùng. Tức là mình sẽ móc từ chân đầu tiên cho đến chân kế cuối là mũi chân một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ tăng ở chân cuối cùng ha. Ở đây mình có 3 mũi nè, thì mũi đầu tiên một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Mũi móc đơn vào chân thứ hai. Chân thứ ba là chân cuối cùng ở chính giữa hai đường gân thì móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Đây thì điểm tăng của mình nó sẽ nằm ở cuối ha. Nó sẽ xen kẽ với cái hàng tăng bên trên. Tiếp tục sẽ làm một mũi ngoặt và cái thân mũi ngoặt kế bên. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Những bạn nào mà muốn làm cho phần đỉnh này nó sâu hơn một tí nữa thì tiếp tục thêm 3 hàng đều và không tăng mũi ha. Và cái điểm tăng mình sẽ làm xen kẽ với các hàng bên trên ha. Hàng này sẽ là điểm tăng cuối cùng. Sau đó là một buổi mặt. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ cao của phần đỉnh ha. Thì đối với cái mẫu này mình móc sai nhỏ cho nên mình sẽ dừng lại ở hàng tăng mũi này. Và mình bắt đầu tăng mũi liên tiếp cho các hàng kế tiếp để cho cái phần nón của mình nó có cái độ rộng ra hơn ha. Lúc này hàng bên trên mình tăng mũi ở điểm cuối cùng giữa hai cái đường gân thì bây giờ mình tăng mũi ở điểm đầu tiên ha. Móc vào chân đầu tiên hai mũi móc đơn. Các chân còn lại thì móc đều mỗi chân một mũi móc đơn. Đến cái chân của mũi ngoặc thì mình cũng tạo mũi ngoặc tương tự ha. Đây thì điểm tăng của mình nó sẽ xen kẽ với nhau nè. Tiếp tục là một mũi ngoặc. Ta sẽ có được cụm như thế này tiếp tục móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì hàng kế tiếp cũng tiếp tục tăng mũi ha thì hàng bên trên mình tăng mũi ở điểm đầu tiên hàng kế tiếp xen kẽ các bạn sẽ tăng mũi cho mình ở cái điểm cuối cùng mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ở chân cuối cùng chính giữa hai đường gân nhé sau đó tiếp tục sẽ là một mũi ngoặt và cái thân mũi ngoặt kế bên móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc xen kẽ như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần thân nó và nhớ khi tăng mũi xen kẽ cho mình các cái điểm tăng ha sau khi đã tăng cho mình thêm được nhiều vòng móc thì lúc này cái vòng tròn của thân nó nó đã có cái độ rộng ra rồi. Thì sẽ có 3 cách để các bạn tăng size ha. Khi các bạn cứ tăng xen kẽ cho mình đến khi cái vòng tròn của nó mình cảm thấy nó sắp xỉ bằng với cái số đo vòng đầu rồi. Các bạn cần xác định cho mình số đo vòng đầu của size các bạn cần móc. Sau đó mình sẽ canh chỉnh cho cái mũi len của mình nè. Len của mình nó sẽ có hơi độ co giãn ha. Các bạn sẽ lật cho mình mặt trong ra, sau đó mình sẽ sử dụng thước dây Cách đầu tiên nè, các bạn sẽ đo cho mình đường kính của cái phần thân mà mình có được là bao nhiêu. Đường kính là đường nằm chính giữa ha. Khi có được số đo đường kính rồi, mình nhân cho 3,14. Ta sẽ ra được kích thước của vòng ngoài cùng mà mình có được là bao nhiêu. Là cái vòng ngoài cùng này nè, mà cái vòng mà mình tăng cuối cùng á. Là bao nhiêu cm ha. Các bạn sẽ lấy cho mình đường kính, nhân cho 3,14 sẽ ra được cái vòng tròn phía ngoài này. Đây là cách đầu tiên. Còn đến cách thứ hai nè. Sử dụng cho mình 1 cm của thước dây. Các bạn sẽ đo cho mình vào trong mũi móc. Thì 1 cm của mình nó sẽ tương đương bằng 2 mũi móc. Xác định cho mình số đo vòng đầu của sai các bạn cần móc, sau đó lấy số đo vòng đầu nhân cho số mũi móc của 1 cm. Có nhiều trường hợp ha, nhiều bạn mũi móc nó sẽ rộng nè, thì 1 cm nó sẽ tương đương bằng 1,5 mũi thôi hoặc là những bạn nào mà móc chật tay á thì 1 cm có thể là 2,5 mũi. Tùy vào mũi móc mà các bạn sẽ đo cho mình cho phù hợp với 1 cm. Và ta sẽ lấy số đo vòng đầu nhân với số mũi của 1 cm là mình sẽ ra được tổng số mũi móc của vòng cuối cùng mà mình cần có là bao nhiêu ha. Cách thứ ba cũng là cách đơn giản nhất nè. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mũi móc của phần thân nón cho nó đều lại. Và cái mũi móc của mình á, khi mà mình canh chỉnh á, nó sẽ hơi có độ co giãn hả? Các bạn sẽ canh cho mình làm sao cho nó vừa vặn là được, chứ không cần phải kéo giãn cái mũi móc đâu. Tiếp tục sử dụng thước dây đo từ cái mũi mà mình móc đầu tiên. Khi đo á, mình sẽ không cần phải kéo giãn cái mũi móc ra nha. Các bạn cứ đo tương ứng là được. Mình sẽ đo hết một vòng quanh cái phần thân nón này. Đo đến cái điểm đầu tiên mà mình bắt đầu đo thì ta sẽ ra được kích thước của cái vòng mà mình đang có là bao nhiêu ha. Khi đã có được cái kích thước của cái vòng cuối cùng mà mình có là bao nhiêu rồi nè. Thì các bạn để ý cho mình ở mỗi vòng móc của cái phần thân nón này, mỗi vòng mình sẽ tăng được 6 mũi. Tức là mỗi vòng ta sẽ có 6 điểm có 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Nhưng khi tăng như thế này nè, mỗi vòng cứ tăng 6 mũi như thế này. Thì 6 mũi khi mà mình đo với thước dây nè, 6 mũi nó có thể sắp xỉ bằng 3cm. Những bạn nào mà móc free size thì mình có thể tăng 6 mũi đều như thế này Còn đối với những bạn nào mà muốn móc cho nó chính xác luôn á Ví dụ như ở đây của mình 40cm mà mình muốn tăng lên thêm 1cm thôi Thì ở cái hàng kế tiếp các bạn chỉ cần tăng cho mình hai mũi Tức là mình sẽ có hai cái cụm mà có hai mũi móc đơn cùng chân Còn các cái điểm còn lại thì mình sẽ không cần phải tăng ha Ví dụ như vòng này của mình nè à, Cụm đầu tiên mình sẽ có một mũi tăng thì tiếp tục các cụm kế tiếp nè, cụm thứ hai mình không có mũi tăng, tức là không mũi tăng là mình móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Cụm thứ ba mình cũng không cần phải tăng. Khi mà mình cần có cái số mũi phải tăng á, thì các bạn sẽ chia đều cho mình ở cái vòng nón ra. Ví dụ như là tăng hai mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình hai cái điểm đối diện với nhau. Để cho cái vòng nón của mình nó được đều nè. Thì ví dụ như tăng ở cụm này, tăng hai mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình ở bên đối diện Tăng 3 mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình theo cái cụm tam giác ha. Tức là xen kẽ một cụm tăng, một cụm không tăng, một cụm tăng và một cụm không tăng. Tăng 4 mũi thì có thể tăng hai cụm đối xứng. Tăng 5 mũi thì có thể một cụm là mình không tăng ha, còn lại các cụm còn lại đều tăng. Tùy vào kích thước mà các bạn sẽ chia cho mình cho phù hợp ha. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái vòng cuối cùng bằng với số đo vòng đầu rồi thì các hàng kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì cách móc tương tự như các cái cụm mà mình không tăng ở bên trên á Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn nè Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha Cứ đến cái mũi ngoặt thì mình sẽ tạo các mũi ngoặt tương tự như mũi ngoặt bên trên Nếu thích cái đường gân của mình nó lồi nhiều hơn và cái đường chéo nó cách nhau khoảng tầm 1mm thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi ngoặt kế bên và cái đường nằm ngang bên dưới tức là cái đường nằm bên dưới của cái mũi ngoặt ở hàng bên dưới nè khi lật lại thì mình sẽ thấy ha đây sau đó đâm kim ngược lên bên trên vào chân của mũi móc đơn kế bên và móc cho mình vào đó mũi ngoặt ha thì ta sẽ có được cái mũi ngoặt mà nó lồi hơn đây đâm ngược lên bên trên vào chân móc kế bên móc vào đây mũi móc đơn nhớ kéo dài ha còn những bạn nào mà thích mà cái đường gân của mình nó không có lồi quá và hai đường gân song song với nhau á thì mình sẽ đâm kim vào luôn chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi mình gặp cái phần thân nón lại thì ta đạt được cái chiều cao từ cái hàng mà mình bắt đầu tăng nhiều á, bắt đầu tăng tiếp tục nhiều á cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng chiều cao từ đỉnh nón đến cái phần tai là được. Sau khi đã hoàn tất cho mình được chiều cao của phần thân nón rồi nè Ta sẽ có được một cái form nón như thế này Bây giờ mình sẽ móc kết thúc hàng và mình bắt đầu móc cái phần vành ha Móc lên một xích nha kéo và cắt len Đối với phần vành thì các bạn sẽ thay màu cho mình Mình sẽ tạo một nút ở cái sợi len khác màu Khi có được một nút rồi, ở hàng đầu tiên của phần vành nón để ý cho mình ở mỗi chân móc có hai đường móc. Một đường nằm ở bên dưới theo chiều mình móc ha. Và một đường nằm ở bên trên. Thì tất cả các cái mũi móc của cái hàng đầu tiên ở phần vành mình đều móc vào cái đường nằm ở bên trên như thế này. Theo chiều mình móc ha. Thì ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên ở phía sau sợi len thừa nè là cái chân của mũi dời mà mình guốc lại á. Mình cũng đâm kim vào đường nằm bên trên của chân mũi dời đó sau đó mình sẽ kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này Móc lên cho mình hai mũi móc xích Mình sử dụng mũi kép đơn để tạo cái phần vành Thì tùy vào cái phần vành mình muốn uống lượng nhiều thì các bạn sẽ tăng nhiều mũi Còn uống lượng ít thì mình sẽ tăng ít mũi ha Mẫu này thì mình muốn cho cái phần vành nó nó có cái độ xoắn nhiều á Thì cái vòng này mỗi chân móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc Chân đầu tiên nè, móc hai mũi kép đơn cũng vào cái đường nằm ở bên trên theo chiều mình móc nha. Đường nằm bên trên nè. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Và cứ mỗi chân như vậy mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Những bạn nào mà muốn cho cái phần bèo của mình nó có cái độ bèo vừa phải thôi thì mình có thể xen kẽ ha. Một chân móc mũi móc kép đơn và một chân thì móc hai mũi hoặc là nhiều chân móc một mũi xen kẽ là một chân móc hai mũi ha thì lúc này tùy vào cái độ bèo mà các bạn canh chỉnh cho mình cho phù hợp sau khi đã móc được đến cuối vòng thì các phần bèo của mình nó sẽ có cái độ bèo như thế này nó sẽ có cái độ rộng gấp đôi so với số đo vòng đầu kết thúc vòng nè đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích ta hoàn tất được hàng đầu tiên đến cái hàng thứ hai những bạn nào mà muốn cho cái bèo nó bèo hơn nữa thì mình cũng có thể tăng mũi thêm ha mình có thể xen kẽ một mũi kép đơn và hai mũi kép đơn cùng chân móc hoặc là nhiều mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân hoặc các bạn cũng có thể tạo ra cho mình nhiều đường viền khác nhau ha ở đây mình sẽ dừng lại ở cái độ rộng này và mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mũi chân móc cho đến cuối vòng. Tương tự cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc nữa. Tùy vào cái độ rộng của phần bèo mà các bạn sẽ móc cho mình nhiều hàng móc phù hợp ha. Phần vành bèo của mình mình sẽ tạo 3 hàng móc, hàng cuối cùng mình sẽ móc mũi nửa kép. Móc lên một xích kéo và các len. Ta sẽ hoàn tất được cái độ rộng của phần vành như thế này. Các bạn có thể canh chỉnh cho phù hợp ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một form nón cũ tỏ cho bé gái với phần vành bèo như thế này. Những bạn nào mà muốn móc cho bé trai thì mình có thể đổi cái phần vành ha. Mình có thể phối vành công lên cũng được, hoặc là các bạn có thể phối cho mình những họa tiết vành khác nhau để mình phù hợp cho bé trai hơn. Nếu các bạn thích thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình hướng dẫn cái phần vành cho bé trai ha. Sau khi hoàn tất được phần thân nón rồi thì mình sẽ móc các cái họa tiết trang trí lên trên thân nón. Ngoài họa tiết trang trí mèo các bạn có thể trang trí bông hoa hoặc là một số phụ kiện khác lên trên thân nón cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!